Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn ha cho các bạn móc một cái chiếc nón với cái họa tiết tổ cẩm giống vậy ha các bạn ha. Đó cũng rất là xinh xắn và dễ thương luôn các bạn ơi. Đó. Rồi mình đi vào nguyên liệu ha các bạn ha. Ở nguyên liệu các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái cuộn sợi dệt như vậy ha các bạn ha. Đó, hai màu là được ha các bạn. Và mình sẽ móc kim móc là số 3, số 4 hai đầu ha, và mình sẽ móc kim móc số 4 ha các bạn ha. Rồi mình đi vào chi tiết ha các bạn. Rồi trước tiên ha, các bạn sẽ đi cho mình hai bính như vậy ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi vào cái bính đầu tiên cho mình là 8 mũi đơn ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 nè. Và 8 nè. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi đơn, một cái mũi ít đen ở đây ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ nối chỉ vào ha. Và các bạn sẽ đi chung chân ha các bạn. Đó, các bạn đi chung chân một cái mũi ít trắng ha. Và qua cái chân tiếp theo các bạn cũng đi một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi chung chân một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tục qua cái chân tiếp theo các bạn cũng đi tương tự như vậy ha, một cái mũi ít đen và một cái mũi ít trắng chung chân ha các bạn ha. Đó. Cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha, một cái mũi ít đen. Qua cái chân tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng. Sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen chung chân với cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. Rồi qua chân tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng. Rồi qua chân tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen. Sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít trắng chung chân với cái mũi ít đen này ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Đó, như vậy là mình sẽ lặp lại cái đầu rồi nè các bạn. Đó. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Đối với cái hàng này thì một chân các bạn sẽ đi là một ít và một chân các bạn sẽ đi là một V. Nhưng mà cái chỉ này mình sẽ đổi màu liên tục ha các bạn ha. Đó, cứ một chân chỉ này thì một chân chỉ kia, một chân chỉ này, một chân chỉ kia vậy đó ha. Các bạn cứ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi qua cái hàng tiếp theo ha các bạn ha. Cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha. Rồi, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Và tiếp tới ha, cái chân tiếp theo sẽ là một cái mũi V đen ha. Rồi, cái chân tiếp theo sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và cái chân tiếp theo ha, sẽ là một cái mũi V đen ha. Rồi cái chân tiếp theo sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và cái chân tiếp theo sẽ là một cái mũi ít đen ha. Đó. Đó. Đó thì nó cái vòng của nó từ đây tới đây sẽ là một cái hoa văn này ha các bạn ha. Đó, từ đây tới đây sẽ là cái hoa văn của nó ha. Đó. Và tiếp tục ha thì các bạn sẽ đi là một cái ít trắng nè ha. Xong rồi tới một cái V đen. Ha các bạn ha. Tiếp tới sẽ là một cái ít trắng, một cái V đen ha. Và một cái ít trắng và một cái ít đen. Như vậy là nó sẽ qua tới cái hoa văn thứ hai ha các bạn ha. Đó, một cái vòng tròn như vậy thì mình sẽ chia ra làm bốn cái hoa văn ha các bạn ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha.
Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái ít đen ở đây ha. Ít đen. Tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha các bạn. Rồi cái chân tiếp theo sẽ là một cái ít đen ha. Và cái chân tiếp theo nữa sẽ là một cái V đen ha các bạn. Rồi chân tiếp theo sẽ là một cái ít trắng ha các bạn. Rồi chân tiếp theo sẽ là một cái ít đen ha. Và chân tiếp tới nữa sẽ là một cái V đen ha các bạn. Rồi tới chân nữa sẽ là một cái chân ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha các bạn. Đó. Như vậy là mình đã làm xong được cái xong cái mẫu của cái này các bạn, cái ngăn đầu tiên này này ha các bạn ha. Đó. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái V đen ha các bạn. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái ít trắng ở giữa này ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình hai cái ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái V đen ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái V, một cái ít đen ha các bạn. Đó, là như vậy mình đã đi được 1/4 của cái hoa văn này rồi đó ha các bạn ha. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Đây ít đen ở đây. Rồi tiếp tới ha các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn ha. Đây một cái mũi V trắng ha các bạn. Rồi, tiếp tới ha các bạn sẽ đi cho mình là 9 cái mũi ít đen ha. Đây. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. Và 9 mũi ít đen ha các bạn ha. 9 cái mũi ít đen. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái V trắng ở đây ha. Và tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha các bạn ha. Đó, ít đen ở đây. Đó, như vậy là mình đã đi được 1/4 của cái hoa văn này rồi ha các bạn ha. Đó. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái V trắng này các bạn ha. Tiếp tới sẽ là 9 cái ít đen nè và một cái V trắng ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. À xin lỗi các bạn, tiếp tới sẽ là một cái mũi V trắng ở đây ha. V trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít đen ở đây ha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Và 4 cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đen ha. 2
3 và 4 mũi đen. Rồi tiếp tới ha, sẽ là một cái mũi ít trắng ở đây ha các bạn ha. Và tiếp tới sẽ là một cái V trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ở đây ha các bạn. Đó. Đó, và như vậy thì mình đã đi được 1/4 của cái hoa văn này này ha các bạn ha. Đó, tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp ha. Đó, các bạn sẽ đi là một mũi ít trắng nè, tới một mũi V trắng nè, tiếp tới sẽ là 4 mũi ít đen nè, một mũi ít trắng nè, 4 ít đen nè, một ít trắng và một V trắng ha các bạn ha. Đó, rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết hàng này giùm mình thôi ha. Thì hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha các bạn ha. Đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái V trắng ở đây ha các bạn ha. Cái V trắng. Và tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít trắng ha. Đây, 1 này, 2 này, và 3 cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới ha, sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi là ba cái mũi ít trắng còn lại ha. 1 này, 2 này, 3 này. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ở đây ha các bạn ha. Rồi. Rồi. Đây các bạn. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm tiếp cho hết cái vòng này thôi ha các bạn ha. Tiếp tục thì các bạn sẽ đi là một cái V trắng nè ha. Tiếp tới sẽ là ba cái ít trắng nè ha. Tới hai ít đen, một ít trắng, một ít đen, một ít trắng, hai ít đen, một V trắng và ba cái V, một cái V trắng và ba cái ít trắng ha các bạn ha. Đó, như vậy thì nó sẽ hết chu kỳ là 1/4 của cái hoa văn này ha các bạn ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi ở cuối cái hàng này nè các bạn, đáng lẽ là mình sẽ đi là năm đây, ba cái mũi ít trắng và một cái mũi V trắng ha các bạn ha, cho đủ 5 mũi ha. Nhưng ở đây thì mình sẽ đi là một cái V trắng này các bạn và hai cái mũi ít trắng đây ha. Ở đây mình sẽ đi tiếp ở đây ha các bạn. Đó, các bạn sẽ nối chỉ màu xanh vào ha. Và cái hàng tiếp theo ha các bạn ha, mình sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới cái chân tiếp theo sẽ là hai mũi ít đen và một cái chân tiếp theo nữa sẽ là ba mũi ít đen như vậy ha các bạn. Đó. Rồi sau đó ha. Đó các bạn, tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là sáu cái mũi ít trắng ha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Và 6 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tới ha, sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn ha. À xin lỗi, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ở giữa này ha các bạn. Đó. Rồi tiếp tới sẽ là 6 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Và 6 cái mũi ít trắng ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây ha. Đó. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi, ba cái mũi ít đen ha các bạn. Đây, 1 nè, 2 nè, và 3 ha các bạn. Đó. Rồi tiếp tới sẽ là một cái V trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp ha, đó nó lặp lại rồi nè các bạn. Đó. Tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp nè, sáu cái mũi ít trắng ha. Đó, tới một cái mũi ít đen. Đó.
tới 6 cái mũi X trắng ha, và một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đó, thay vì các bạn đi là 6 cái mũi X trắng này các bạn, tới một cái mũi V trắng ở đây ha, thì mình chỉ đi là 6 cái mũi X trắng với thêm một cái mũi X trắng ở đây, là 7 cái mũi X trắng ha các bạn ha. Và sau đó thì mình sẽ đi thêm một cái mũi X đen ở đây ha. Đó, mình đi chung cái mũi X đen cuối cùng ở đây nè các bạn. Đó, chung với cái mũi X trắng này ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi ở đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và 5 cái mũi X đen như vậy ha các bạn ha. 5 cái mũi X đen như vậy. Và sau đó ha thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 cái mũi X trắng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, và 6 cái mũi X trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi V trắng ở đây ha. Đó, một cái mũi V trắng ở đây. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen ở đây nữa ha các bạn. Cái mũi X đen. Và tiếp tới ha sẽ là một cái mũi X trắng ở đây, V trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là 6 cái mũi X trắng ha. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, và 6 cái mũi X trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 5 cái mũi X đen ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và 5 ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái vòng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi một cái mũi X trắng vào đây ha các bạn ha. Đó, X trắng. Rồi tiếp tới ha sẽ là ba cái X đen này ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi X đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi X trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái V trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái X trắng ha. Rồi sau đó sẽ là ba cái X đen ở đây ha các bạn. 1, 2, 3. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái V trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai X trắng. Và tiếp tới nữa sẽ là hai X đen ha. Rồi tiếp tới nữa sẽ là một X trắng ha. Và tiếp tới nữa sẽ là ba X đen ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đây, hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X trắng ở đây ha. Một cái mũi X trắng ở đây. Rồi sau đó ha các bạn sẽ đi một cái mũi X đen chung chân với cái mũi X trắng ha các bạn ha. Đó, chung chân với cái mũi X trắng. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp là bốn cái mũi. Đây, các bạn sẽ đi tiếp ba cái mũi X đen tiếp ha. 1 nè, 2 nè, và 3 ha. Đó, ba cái mũi X đen. Rồi qua bên cái chân X trắng này các bạn sẽ đi thêm một cái mũi X đen vào đây nữa ha các bạn. Đó. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi chung chân X trắng vào chung chân X đen này ha các bạn. Đó, một cái mũi X trắng này ha, chung chân với cái mũi X đen. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi X đen ha. 1, 2, 3, 4, và 5. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái mũi X trắng ha.
Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đen ha. 1 2 3 4 và 5 cái mũi ít đen. Rồi, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ đi chung chân ha, cái mũi ít đen này đi chung chân với cái mũi ít trắng. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 3 cái mũi ít đen này ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 cái mũi ít đen. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen bên này ha. Và tiếp tới các bạn sẽ đi chung chân với cái mũi ít trắng ha. Đó, ít trắng này các bạn sẽ đi chung chân với cái mũi ít đen này. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi ít trắng ha. Rồi sau đó sẽ là ba cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha các bạn. Và ba cái mũi ít đen này ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái V trắng ở đây ha các bạn. Một cái V trắng ở đây ha. Tiếp tục sẽ là hai ít trắng ha. Hai ít trắng. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít đen ở đây ha các bạn ha. Một cái ít đen. Rồi tiếp tục sẽ là ba cái ít trắng ha các bạn. Đấy. Một, hai, ba cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái V trắng ở đây ha các bạn ha. Một cái V trắng ở đây. Ở cái mé bên này này các bạn, tại vì mình giống như là mình xoay vòng á các bạn, cho nên chút nữa ở đây nó sẽ còn một cái mũi trắng ở đây này ha các bạn. Đó, cho nên là chỗ này nó sẽ ra là 5 cái mũi trắng ha. Chút nữa các bạn móc cho nó xoay tròn lại thì chỗ này còn một mũi trắng ở đây ha các bạn. Cho nên nhìn lúc này thì nó chưa có được đối xứng với lại bé bên này ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 ít đen ha. 1 nè, 2 nè, 3 cái ít đen ha. Và sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái ít trắng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Và 5 cái ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới nữa sẽ là một cái ít đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là 5 cái ít trắng ha. 1 2 3 4 5. Tiếp tới sẽ là 3 cái ít đen ha.
Đây, 1 nè, 2 nè, và 3 cái ít đen ha các bạn. Đó. Tiếp tới sẽ là một cái V trắng ở đây ha. Và sau đó các bạn sẽ đi 3 cái mũi ít trắng ha. 1 nè, 2 nè, và 3 cái mũi ít trắng. Và sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Đó. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái vòng này giùm mình ha các bạn ha. Đó. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong ha, thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng ít trắng ha. Và mình sẽ đi hết một cái vòng ít trắng, và vừa đi thì các bạn sẽ vừa kiểm mũi giùm mình luôn ha. À, coi thử nó có đủ 112 mũi không ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái mũi ít trắng này giùm mình thôi. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thấy ha. Và sau khi đi xong cái hàng này xong ha, thì các bạn sẽ đi cho mình là 13 mũi ít trắng ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 mũi ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Cứ 13 ít trắng, 11 cái mũi V trắng ha các bạn. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi ha. Và sau khi đi xong cái hàng này xong thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng ít trắng không ha các bạn ha. Đó, đối với cái hàng ít trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn. Đó, một cái hàng ít trắng không ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết giùm mình ha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong ha các bạn ha, thì các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái ít trắng ha. Đây, 1 2 3 4 5 6 và 7 ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái V trắng ha. V trắng. Rồi tiếp tới sẽ là 14 cái ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái V trắng ở đây ha. V trắng ở đây. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn ha. Và ở cuối của cái hàng này thì nó sẽ còn 7 cái mũi ít trắng nữa ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong thì các bạn cũng sẽ đi cho mình một cái hàng ít trắng ha các bạn ha. Đó. Đối với cái hàng ít trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, thì mình sẽ móc cái hoa văn cho cái thân nón ha các bạn. Rồi ở đây các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi ít đen như vậy ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 15 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đó, và cứ tiếp tục như vậy thì các bạn cứ đi 15 cái mũi ít trắng thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen như vậy ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết vòng giùm mình thấy ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đó, hàng tiếp theo thì các bạn chỉ đi có 14 cái mũi ít trắng thôi ha. Và tới đây thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít đen ha. 1 nè, 2 nè và 3 ha. 3 cái mũi ít đen. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 13 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ làm cho mình là 3 cái mũi ít đen ha. Đây 1 nè, 2 nè và 3 ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi tiếp 13 ít trắng và các bạn sẽ đi tiếp 3 cái mũi ít đen giống y như vậy ha. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đó, ở phía trước cái mũi ít đen này các bạn, đó các bạn sẽ trừ một cái mũi như vậy ha. Và các bạn sẽ đi 2 cái mũi ít đen ha. 2 cái mũi ít đen. Tiếp tới nữa sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp nữa sẽ là 2 cái mũi ít đen ha. Hàng tiếp theo ha các bạn ha, đây các bạn sẽ đi một cái mũi ít trắng ở ngay đây ha. Và một cái mũi ít trắng ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ đi là 3 cái mũi ít đen ha. Đây 1 nè, 2 nè và 3 cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi là 13 cái mũi ít trắng này ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai và 13 ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ đi 3 cái mũi ít đen ha. Đây 1 nè, 2 nè và 3 cái mũi ít đen. Đó. Và cứ như vậy ha, các bạn sẽ đi tiếp 13 cái mũi ít trắng và đi 3 cái mũi ít đen như vậy ha. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ cắt cái mũi ít đen này nè các bạn. Đó, các bạn sẽ cắt 3 chân như vậy ha. Và sau đó ha, mình sẽ đi một cái mũi ít đen vào đây ha các bạn ha. Đó, mình đi một cái mũi ít đen vào đây. Rồi, sau đó ha thì các bạn sẽ đi 3 cái mũi ít trắng ha. 1 nè, 2 nè và 3 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha các bạn ha. Và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè và 7 cái mũi ít trắng ha. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha các bạn ha. Và tiếp tới nữa ha, các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới nữa sẽ là một cái mũi ít đen ha.
và tiếp tới nữa sẽ là ba cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Đó, rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi sau khi các bạn đã đi xong cái hàng này xong ha các bạn ha. Đó thì ở ngay chỗ cái mũi mà mình làm một cái mũi ít đen này ha các bạn. Thì các bạn sẽ đi vào đây cho mình là ba cái mũi ít đen ha. Đó nãy chỉ có một thôi và bây giờ mình sẽ đi nè ba cái mũi ít đen. 1 nè, 2 nè và ba cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đấy, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi 3 cái mũi ít đen này ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2 nè và 3 ha. Đó, rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp ha các bạn. 5 cái mũi ít đen ha, à 5 cái mũi ít trắng ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Đó, tiếp tới một cái mũi ít đen và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen nữa. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ qua là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn và tới 3 cái mũi ít đen này nữa ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đây là cái mũi ít đen này ha. Đó, mình sẽ đi ở phía trước của nó là có một mũi này ha, ít trắng này mình sẽ đi một cái mũi ít đen vào đây ha. Đó, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen nữa ha. Rồi sau đó ha các bạn sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đây tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen. Và tiếp tới nữa sẽ là ba cái mũi ít trắng ha. Đây 1 nè, 2 nè. Và ba cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi qua ba cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đó, mình sẽ qua ba cái mũi ít trắng nè ha và tiếp tục các bạn sẽ làm tiếp là hai cái mũi ít đen, một ít trắng, hai ít đen ha các bạn ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít trắng ha. Đây 1 nè, 2 nè và ba cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè và ba cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 ha. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha các bạn. 1 nè, 2 nè và 3 nè. Đó. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 ha. Rồi sau đó sẽ tiếp tục sẽ là 3 cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2 nè và 3 nè. Đó, tiếp tới sẽ là 5 ít trắng ha các bạn. Đó, 5 ít trắng tới 3 ít đen. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít trắng như vậy ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè và ba cái mũi ít trắng ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha các bạn ha.
Và tiếp tới nữa sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 và 7 cái mũi ít trắng ha. Rồi sau đó tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng ha. Và tới một cái ít đen ha các bạn. Rồi 3 cái ít trắng đây ha các bạn. Và tới một cái ít đen ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đó, ngay chỗ cái hoa văn này thì mình sẽ móc tương tự như là ba cái hoa văn mà mình vừa mới móc đây ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi tiếp là ba cái mũi ít đen vào đây ha. Đó, ba cái mũi ít đen vào đây. Đó, và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 13 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13 ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp 3 cái mũi ít đen ha. Này. 1 nè, 2 nè và 3 mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cứ qua 13 cái mũi ít trắng ha, và các bạn sẽ làm tiếp 3 cái mũi ít đen giống như vậy thôi ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi qua cái hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái mũi ít đen ở đây ha. 2 cái mũi ít đen ở đây và tiếp tới sẽ là 1 cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 2 cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình 11 cái mũi ít trắng đây ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi 2 cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là 1 cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 2 cái mũi ít đen ha. Đó, và tiếp tục các bạn sẽ qua 11 cái ít trắng và đi tiếp tục cái hoa văn giống y như vậy thôi ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đó, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi 1 cái mũi ít trắng ở đây và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít đen ha. Đó, 3 cái mũi ít đen. Rồi sau đó các bạn sẽ đi là 13 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9, 10, 11, 12 và 13 ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi 3 cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua 13 cái ít trắng và các bạn sẽ làm tương tự như vậy thôi ha các bạn ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha.
Rồi ở cái hàng tiếp theo, ở ngay chỗ cái hoa văn này thì các bạn chỉ cần đi một cái mũi ít đen ở trên cái đầu này nè ha các bạn ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 15 cái mũi ít trắng ha. Đó, 15 cái mũi ít trắng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 ha các bạn ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít trắng vào đây thôi ha. À, xin lỗi, đi một mũi ít đen vào đây ha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp là 15 cái mũi ít trắng ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết vòng giùm mình thôi ha. Rồi sau khi đi xong cái hoa văn này xong ha các bạn ha, thì các bạn sẽ đi cho mình hai cái hàng ít trắng ha. Đó. Đối với cái hai cái hàng ít trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha các bạn ha. Đó. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình hai cái hàng ít trắng ha. Và sau khi đi xong cái hàng này xong ha các bạn ha, thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít trắng ha. 1 2 ha và ba cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ha. Đó. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi V trắng ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong ha các bạn ha, thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình hai cái hàng ít trắng ha các bạn ha. Đối với hai cái hàng ít trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha, và mình sẽ không thêm ha các bạn ha. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha, và các bạn sẽ đi tổng cộng là hai hàng giùm mình nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã đi xong hai cái hàng mũi đơn xong ha các bạn ha, thì mình sẽ đi dài cái mũi đơn tới ngay giữa, giao nhau giữa hai cái hoa văn này ha các bạn. Đó, nó nằm ở ngay chính giữa đây ha. Đó, và các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha các bạn. Đó, một cái mũi ít đen ở đây. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 19 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn cũng sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi sau đó thì các bạn cũng tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp là 19 cái mũi ít trắng như vậy ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đây, hàng tiếp theo ở ngay cái hoa văn mà hồi nãy mình đã đi một cái mũi ít đen này ha. Thì ở bên cạnh nè, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Đó. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là 17 cái mũi ít trắng này ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó thì tiếp tục các bạn sẽ làm cái hoa văn này thôi ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới nữa sẽ là một cái mũi ít đen ha. Đó.
Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình 17 cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tục các bạn sẽ làm tiếp cái hoa văn giống vậy thôi ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi vào đây ha, cho mình là hai cái ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 và 7 cái mũi ít trắng. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tới ha các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 7 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6 và 7 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đen ở đây ha. Đó, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít đen ha. Đó, ngay chỗ cái hoa văn này nè ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi ba cái mũi ít đen. Đây, 1 nè, 2 nè, ba cái mũi ít đen ha các bạn ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Ít trắng. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. 1 nè, 2 nè và ba cái mũi ít đen. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha. Đây, 1 2 3 4 5 và 6 mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ làm cho mình là hai cái mũi ít đen ở giữa này ha. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi tiếp là 6 cái mũi ít trắng ha. Đây, 1 nè, 2 3 4 5 và 6 ha các bạn. Và tiếp tục thì các bạn sẽ làm tiếp ba cái mũi ít đen ha. Và một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình 4 cái mũi ít đen này ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè và 4 cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đen này ha. Đây, 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi ít trắng ha. Đây, hai cái mũi ít trắng. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Sau đó sẽ là một cái mũi V trắng ha. Rồi tiếp tục sẽ là 4 cái mũi ít đen ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đen ha.
Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là chín cái mũi ít đen này ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 ha các bạn ha. Rồi sau đó ha các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha. Đây 1 2 3 4 5 và 6 cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái mũi ít đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là 6 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 và 6 cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 9 cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đó và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 4 cái mũi ít đen này ha các bạn ha. Đây. 1 2 này, 3 này, và 4 cái mũi ít đen này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ở giữa ha. Và tiếp tới nữa sẽ là 4 cái mũi ít đen ha. 1 2 3 và 4 cái mũi ít đen ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 12 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Đó. Và tiếp tới thì mình sẽ đi tiếp là 4 cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 cái mũi ít đen. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đen ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, và 4 ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ở đây ha. Tiếp tới sẽ là 2 cái mũi ít đen ha các bạn ha. Tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 2 cái mũi ít đen ha. Và tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp 18 cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18 cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 2 cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là 2 cái mũi ít trắng ha các bạn. À, 3 mũi ít trắng ha các bạn, xin lỗi các bạn, 3 mũi ít trắng. 1 2 và 3 mũi ít trắng ha. Rồi sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 2 cái mũi ít đen ha. Đó, 2 cái mũi ít đen. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái mũi ít trắng như vậy ha. 1 này,
2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 10 mũi ít trắng ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi 10 cái mũi ít trắng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình một cái V trắng như vậy ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong ha các bạn ha, thì các bạn sẽ trượt. Đó, các bạn sẽ kết xuống vào một cái mũi trượt ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại ha. Đó, và mình sẽ lên một bính ha. Và mình sẽ đi cái viền cho cái nón này ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi trung ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi trượt ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi trung. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi trượt. Tiếp tới sẽ là một cái mũi trung ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi trượt. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi các bạn ha. Đó. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là một cái chiếc nón thổ cẩm với cái họa tiết thổ cẩm giống như vậy rồi ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy chia sẻ video giùm mình ha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video ha.